Tinh thần dám nghĩ, dám làm. Nhiều nông dân ở thôn 6, xã Na Tô, huyện La Grai, tỉnh Gia Lai đã vươn lên trở thành tỷ phú. Họ chính là những tấm gương sáng truyền động lực để nông dân trên địa bàn nỗ lực vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng. Một nhắc đến tên ông Phạm Quốc Trưởng, không chỉ người dân thôn 6 mà cả xã La Tô đều biết. Bởi chỉ trong hơn 10 năm qua, cuộc sống của gia đình ông đã thay đổi ngoạn mục. Từ chỗ phải vất vả làm thuê kiếm sống, gia đình ông đã trở thành tỷ phú với thu nhập gần 2 tỷ đồng một năm. Nhớ về những ngày tháng khó khăn của mình, ông Trưởng cho hay: Năm 1996, tôi từ tỉnh Hải Dương vào thăm người thân đang làm công nhân tại nông trường cà phê La Trầm, xã Na Tô. Và đây tôi thấy đất đai rất màu mỡ, khí hậu mát mẻ và những người trồng cà phê có cuộc sống khá ổn định. Trong khi ở ngoài Bắc, gia đình tôi chỉ trồng lúa, cuộc sống rất khó khăn. Vì vậy, tôi quyết định đưa gia đình vào đây lập nghiệp. Thời gian đầu vào xã Na Tô, vợ chồng ông xin vào làm công nhân tại nông trường cà phê La Trầm. Đồng thời, vợ chồng ông gom góp hết số tiền bán tài sản ở ngoài Bắc để mua 7 sào đất trồng cà phê. Sau khoảng 2 năm trồng cà phê, gia đình ông không còn tiền để đầu tư và lại lâm vào khó khăn chồng chất. Ngoài thời gian đi làm công nhân, cứ đến thứ bảy, chủ nhật, vợ chồng tôi lại đưa theo con nhỏ đi đào hố cà phê thuê. Trong lúc chúng tôi đào hố, con tự chơi dưới bóng mát của cây cà phê, chơi mệt thì tự nằm ngủ. Nhiều lúc nhìn con mà nước mắt tôi chảy dài. Lúc đó tôi càng quyết tâm tự nhủ trong lòng sẽ cố gắng hết sức để thoát khỏi cảnh nghèo. Ông Trưởng hồi tưởng những ngày đầu vào Na Tô lập nghiệp. Khi vườn cà phê cho thu hoạch, gia đình ông Trưởng mới tạm thoát khỏi cảnh giật gấu va vai. Sau đó ông bán 7 sào cà phê đang canh tác được 70 triệu đồng, rồi vay mượn thêm khoảng 150 triệu đồng để mua khu dãy 1,4 hectare đã trồng sẵn cà phê tại thôn 6 với giá 450 triệu đồng. Chủ vườn cho nợ một nửa. Năm 2010, ông trồng xen 100 cây sầu riêng vào vườn cà phê. Miệt mài suốt 2 năm, ông đã trả xong nợ nần. Nói về lý do trồng sầu riêng thời điểm đó, ông Trưởng cho biết: Ngay lúc đó, sầu riêng chưa có giá như bây giờ, nhưng cũng là cây trồng cho thu nhập ổn định. Sầu riêng là loại cây khó tính, cần phải nắm rõ kỹ thuật trồng và chăm sóc.